đây 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 hộp quà đây hộp quà đây hộp quà đó rồi em lặng con ngồi xưa lên con định làm gì chó cũng mà linh tính dễ sợ chưa gì nó là cũng ngoan. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cha, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cha, Nam mô Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2023, con Thái tử Thiên Nhãn, Thiên Tướng Kiệt, Ngô Tướng Kiệt, tên Hồng Trần, cùng công chúa và các đệ tử ngoan họ Thiên ngay nơi này tại Thiên Long Giang 1715 Hilltop. Hamilton và đại diện cho chúng sanh dùng Hamilton và trên thế giới tương lai nơi mảnh đất màu mỡ này sẽ độ được muôn trùng trùng đời đời kiếp kiếp để lại lưu truyền hậu thế. Các đại tiểu họ Thiên có lòng thành lập ra được cái miếu này của ngài A Hồ thổ địa nơi này để ngài gia hộ cho tất cả các con cháu người Việt lưu vong hải ngoại tại Hương Tân có cơm no ấm dư giả, cuộc sống an lạc hạnh phúc, để mà mỗi người góp một bàn tay nhỏ để mà làm rạng danh con rồng cháu lạc, con kết bề trên gia hộ cho chúng con, cho tất cả những người ngoài người Việt và người không phải người Việt cũng sau này cũng hiểu về thiên tâm và một nơi không có tranh đấu quyền lợi hận thù, đó là mảnh đất Thiên Long Giang này hôm nay sơ sài hoang vu còn bùn lầy đất đường thì còn đất cỏ hoang cỏ dại, nhưng ngài A Hồ lúc trước Thái tử mua cái này ngài có nói sau này muôn trùng người sẽ kéo về nơi này, thì hôm nay ngày đầu tiên để công làm cái miếu này ngài cũng có lần tâm sự Thái tử là bao nhiêu lâu năm nay không ai hiểu ngài, không ai biết đến ngài và cũng không ai để tiệc cho ngài. Hôm nay tất cả các long họ Thiên rất là ngoan, Thiên Hoàng Trang, Thiên Thu Ba, Thiên Cẩm Tú, Thiên Mỹ Hạnh, Thiên nào nữa, Thiên An, nào nói lên con, Thiên Hương, nói lên. Thiên Hương, Thiên Hoàng, Thiên Long, mỗi đứa góp sức và tự nghĩ ra cái này, ngoài dự tính của Thái tử rất là hoan hỷ, vui mừng trong chuyến đi không đầy một mấy ngày mà bao nhiêu chuyện vui. Hôm trước để tiệc ở Thiên Long Cung cũng các chị về quá đông,
Hôm nay thêm chuyện vui nữa, có cái nơi cho ngài an vị. Ở đây Thế Tử đã để tay, trong lòng tay của Thế Tử có thiên ấn. Hôm nay Thế Tử chính nhận cái nơi này là nhà của ngài. Thế Tử không có đem ngọc ấn của cha ban theo, nhưng mà tay của Thế Tử là ấn. Thế Tử đích thân viết chữ A Hồ tại vị, đó là chữ viết của Thế Tử. Thì mong ngài từ nay gia hộ cho tất cả các cơ sở thương mại của người Việt dùng hiệu tên này, dù cho những người đó là đang chửi và xiên xỏ Thế Tử kiểu nào nữa, ngài cũng vẫn phải gia hộ, không có được giận họ, vì họ từ từ họ cũng sẽ hiểu. Thì hôm nay mong ngài chứng minh lòng thành của tất cả các đại tử và hưởng dùng một buổi tiệc này hoan hỷ. Và từ nay mỗi ngày tất cả các con cháu họ Thiên và những người dân Houston khi mỗi có chuyện gì tâm sự đến đây kể lễ và mong ngài giúp đỡ che chở. Thế Tử biết được ngài là cai quản hết tiểu bang của vùng Tích Xịt này liên các thành phố, ở dưới mỗi thổ địa, mỗi nơi gia, mỗi cơ sở đều có những người dưới trướng của ngài. Thì Thế Tử không biết tên hết, nhưng riêng ngài thì xưa ngài đã cho Thế Tử biết tên. Trước khi mua mảnh đất này, Thế Tử cũng chưa từng đặt chân tới, cho đến lúc mà trả tiền xong rồi, khoảng 6-7 tháng sau Thế Tử mới bước qua. Thì đúng là như ý, ngài là người coi đất, ngài là người chọn đất, và sau này ngài cũng sẽ là người làm mảnh đất này phát triển rộng lớn và đông đảo, vui vẻ, nhộn nhịp. Với một tiên chỉ duy nhất là đưa những người thiện tâm về gần với cha mẹ, một cái nơi từ bi nhất trên cái mảnh đất này, ngoài Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang. Thế Tử thì lo Thiên Long Sơn, con của Long Dương mà đứng đây thì Thiên Long Giang, núi và nước cũng như truyền thuyết bao nhiêu đời. Đạt Long Quân, ok. Hôm nay mong ngài gia hộ và hưởng dùng cùng các quân tướng của ngài. Thì Thế Tử xin phép cha, xin phép mẹ xong để mà tặng ngài, các đệ tử tặng ngài cái nơi này. Công phu cũng dữ lắm, đóng cây là cũng có căn, nhất là lâm nha em. Sau này Thế Tử hoàn phép xin ngài cho các đệ tử làm một cái khắc tên tưởng niệm ở đây, tất cả những người có mặt. Còn ngàn qua Thế Tử tính luôn ngày hôm nay để đầy xuống bốn góc vuông này, để lưu truyền nghìn năm ở mảnh đất linh thiêng này trong tương lai nha. Thì tất cả những người họ là những người đầu tiên con họ Thiên của cái thời đại khi Thế Tử còn mang xác phàm trước khi về trời, thì những cái này nó lưu niệm nghìn năm, thì sau này họ sẽ khắc tên ở trên này bằng cái rồi nhận qua lúc Thế Tử ngồi thiền, Thế Tử cũng thấy được ngài với Thái Bình rồi. Thái Bình đứng đó, Thế Tử hiểu, thấy con mặt ngài rất là vui. Hôm nay mong ngài vui hơn nha, hôm nay có đầy đủ hết. Riêng về phần ẩm thực, Thế Tử là người tu hành xưa chơi trường, nhưng hôm nay tam tịnh nhục để giao duyên với đời, để lưu truyền những gì Thế Tử làm, nhân loại sẽ làm theo, để mà giao duyên cho khắp cả địa cầu. Có một cái lường lối chánh đạo, chánh đạo không có phải là chấp tướng về hình thức. Ngày xưa Thế Tử đã từng được dạy dỗ những anh hùng dân tộc của nước Việt Nam, năm vị Tiết Tử, Nguyễn Khoa Nam và những vị anh hùng đó, lúc họ sống họ là tướng, nhưng mà họ anh hùng chết thành thần, đi theo ngài đại thần Nguyễn Trần Trận Đạo. Thì những cái nơi phong tục của người Việt thì cúng mặn, cúng heo quay, cúng gà, nhưng có những Phật tử cà gù cà gật vô minh, họ chỉ chấp hình tướng. Nếu những người đó không hiểu thì hôm nay Thế Tử nói luôn, có máy quay phim làm chứng. Thần ở chung với người gọi là địa tiên thì phong tục như thế nào chúng ta làm thư thế đó.
chứ Thái tử không có làm sai. Còn ai ngoài đó không hiểu thì xin hiểu. Cúng Phật mình cúng trai, cha mẹ mình cúng trai, còn những vị thần là mạng. Rồi ở đây trong các hạ tử của họ Thiên có đứa thì thích hợp với mạng, nhưng mà tam tình dục không có được ăn con gì nhúng nhích sát sanh để mình tránh cái nghiệp. Còn những đứa nào ăn chay thì ăn chay, thì Thái tử rất là cảm kích. Ở dưới đạo Phật thì hôm nay đầy đủ hết, có gà, có thịt luộc, có tôm, có cơm, đầy đủ. Ở dưới đạo Phật mong Ngài hưởng dùng và cảm ứng chứng minh đồng thành của tất cả những người có hiện diện ở nơi đây. Ở dưới đạo Phật mỗi đứa con lên góc nhãn này. Tốt nha, ngày đi qua đây nè, tại mấy dĩ xe bẩn á. Trời phải không? Hay quá. Kim kim bụng. Nó anh chị con cô mà. Mà cháu nó mất á. Là chị như theo sư phụ là 2017 lần. Ơn Long. Cái ngày mà để cái đùng á. Cái sư phụ ở bển, thù kêu nó tới gặp sư phụ. Không chịu đi. Nó giống như nó hết cái chiếc hôn rồi. Nó cứ đi vòng vòng lấy chỗ. Cái lúc đó thường nó ra lệnh cho mấy vị họ mấy ông rộng á tới dẫn nó đi, nó không chịu đi nữa. Nghĩa là khi mà giống như người ta nói ba hồn dính vía thì nó vẫn còn trong nhà hiện giờ, nó không có được đi lên trời, cũng chẳng có đi đâu á. Lúc mà nó tự tử nó cũng còn đó. Cả sư phụ có lực mạnh như vậy nè mà kêu chú là xấu. Chú Xu ở đâu rồi? Chú Xu nói chú Xu tái làm mà giờ kiếm ổng đi, kiếm ổng cứu nó. Chú mà có cứu nó mà nó không có chịu tự nó đứng đi á, cũng chú cũng bó tay đó nghe con. Cho nên tất cả chúng ta hữu thường nhắc cây đuốc phải không? Tự nhiên cái mình thấy nó, mình không muốn nó đi xuống địa ngục, để mình kêu nó tới nó không tới. Cái mấy ông rồng thỉnh nó tới, con tới luôn. Tới là nó y giống như mấy đứa mà bị Alzheimer vậy đó. Nó có lẩn quẩn trong nhà.
tới ngày bữa nay thì nhớ đắng muốn thăm nó thì vô nhà là ngay chỗ đó là gặp rồi. Người nữa tên gì? Lân, Lân Phạm Ngọc Lân rồi, chị là Ngọc là anh Bắc ấy. Nghĩa là thông minh tài giỏi nhưng mà dạ dỗm tự tử, có đứa con tự tử. Để từ từ đi, để từ từ để cho nó ăn thời gian em. Cho con vợ nó đừng có gì ta cứng quá đó. Ok, bắt đầu bữa nào vô rảnh gõ cửa nhà vô thẳng. Còn bây giờ nó cứ ở đó, anh thích ở đó, nó không có biết đâu, nó giống như nhà xây cái mã vậy đó. Lúc nó chết đâu lại đó, nó tan hết mấy cái tấn linh của nó. Con mấy năm rồi đó sư phụ. Này đệ tử ruột sư phụ mà. Để con nhận. Cô chị vậy con hả? Chị họ con đó, hai chị em đợi sư phụ 2017 tới bây giờ ấy. Ok rồi, bữa nay phải đi sư phụ. Đâu bây giờ phải đi gặp sư phụ đâu. Không cần gì. Ngọc. Muốn đi về trời đó không? Muốn gặp Chúa hả? Không. Bây giờ thì không gặp Chúa mà tương lai. Trời ơi, chưa còn sợ chết. Mình con trời mình không sợ chết nữa mấy anh. Đang nóng tim mà. Con tiên này cũng là tự tử. Tên gì? Con Thiên Thanh Loan. Thiên Thanh Loan. Sư phụ có nhận con trong mơ rồi. Có rồi. Kiếm cái ghế ngồi. Mấy đứa kiếm cái ghế. À, kiếm cái ghế ngồi chứ đi đi ngồi té đó. Rồi nắng. Kéo cái thùng này xuống nè. Kéo thùng này xuống là... Hả? Thiên lý thì thế. Thiên lý thì thế. Bốn chữ. Rồi bốn chữ luôn. Thiên lý thì thế. Nhận hay nhận nhau à, trong giới luật của cha đặt ra, mẹ đặt ra là giới thứ 12 là cái giới dễ nhất. Mỗi ngày bỏ 1 tiếng rưỡi là phải ngồi thiền để đọc kinh. Dầu cho mình bị sầu não, dầu cho mình bị băng rắp si hay là gia đình ly tán, có tai nạn, bệnh tật. Chỉ có ngồi thiền á, mình mới trụ cái tâm lại, mình mới xóa hết nỗi u sầu trong khoảng khắc đó để mình đừng có làm sai. Và đồng thời á, mình biết nó là vô thường nghiệp đến. Mà họ, những người thân mình đâu phải ai cũng biết thiên tâm đâu. Họ thường khẩu nghiệp, chống đối. Và họ cũng là Bồ Tát nghịch với mình, cũng không có nên giận họ. Mình phải làm cái gương thật sự là một đứa con của ông trời ngoan. Không có chạy theo mấy thầy bùa ngải. Cả cái Houston này đang bị đó nhiều cho nên mẹ mới kêu qua đây. Và cứu con của mẹ. Sư phụ mới mua mảnh đất này. Sư phụ bỏ ra muôn trùng công việc. Mua cái này rồi từ bữa giờ qua được mấy lần? 2-3 lần phải không? 3 lần là dữ. Phụ đâu có rảnh đâu. Còn phải lo cả cái nước Việt nữa. Con tên gì? Con tên gì? Con lớn là Thanh Thảo. Thanh Thảo. Thiên này Thanh Thảo nha. Dạ. Trời ơi, bà tiên này xuống chẳng bữa giờ chắc cũng bị vùi dập khổ sầu dữ lắm à. Thiên thì anh Thảo. Mình lấy họ Thiên thì cái họ đó nó đi theo nhiều đời nhiều kiếp. Những cái đứa con họ Thiên đã đi trước cũng là anh chị em. Khi con về trời sẽ gặp được họ. Còn những anh em mà trong gia đạo mình á, trong dòng họ mình á, họ Trần họ Nguyễn đó, thì gặp mặt lần cuối là kiếp sau tao không muốn gặp mày. Nhưng mà những người con ngoan của ông trời sẽ gặp hoài đó. Cho nên mình phải làm thân thiện với những người con họ Thiên. Sư phụ. Sư phụ nhận mẹ con làm gì? Mẹ con tên gì? Trần Kim Hòa. Ở đâu? Ở Việt Nam. Trần Kim Hòa, Thiên Kim Hòa. Dạ. Ba con của sư phụ. Ở Việt Nam, người Phước Thiện. Ông này cũng dữ lắm phải không? Không sao đâu, gặp sư phụ là dữ kiểu nào cũng hiền. Dạ.
bị bệnh mà. Nghiệp của nó hồi xưa nặng quá. Nhìn hình biết người bệnh. Ok. Cho nó xả kiếp này kiếp sau đầu thai lại nó bị tu rồi nó hết bệnh. Xưa nó sát sanh nhiều quá đó. Nó bị cái nghiệp. Thì mấy năm người mà làm cái hình cái miếu của ổng á, ra mở bia cho mấy tướng ổng uống đây con, mở bia. 10 đứa gì? Rồi ra ổng mời ổng, rồi cái trăm rượu thêm. Mấy con mua nhiều á, bỏ ly nhỏ lên trăm nhiêu là hết luôn đi. Khỏi cái đem về nha. Các nghiệp phù hộ cho chúng con ở đây được vui vẻ hạnh phúc, được bình an. Xin Ngài che chở cho dân tất xịch của chúng con làm ăn phát đạt. Xin Ngài giúp cho con có đủ tiền để mà con đi hộ pháp cho sư phụ. Sư phụ đi đâu thì con ước nguyện được theo đó để quay phim cho sư phụ, để lưu truyền lại cho đời sau. Xin Ngài phù hộ cho chúng con, cho dân tất xịt của chúng con được thịnh vượng, vui vẻ, đủ ăn đủ mặc, dư xíu. Nước lạnh lắm. Hình như mình đừng qua đây nhiều quá không? Sư phụ cho không? Sư phụ gửi đốt ngang, đốt ngang dọc dọc ngoài. Dạ dạ dạ. Mở bia rồi đốt nhang rồi mình đi qua để cho mấy vị để cho mấy vị thưởng thức, mình làm phiền mấy vị á, mình đụng vào các vị á, thôi mình đi qua đây đi ha, đốt nhang bên đó đi rồi mình đi qua đây. Làm cái gì cho lợi lộc cho gia đình.
những người xung quanh. Chứ là mình làm cho bản thân mình, làm cả đời hoài á, làm hụp không qua nổi cái bức tường. Cúc số nghèo, những nghèo, cúc khỉ hoặc cúc khỉ. Thì thôi á, mình mở tâm quảng đại, mình lên đây mỗi người giúp tay để phụ chỉ cho hai con đường vô nè. Mấy con cứ thích trồng cây thì trồng cho đã, đúng không? Đứa nào mà mua cây á, người nào mua cây á, cứ đưa về mấy đứa như Mỹ Hạnh hay là Cẩm Tú nè, là có cái quỹ của Thiên Thiên Tâm á, để trả tiền lại, chỉ có bỏ công trồng thôi. Khi mình trồng rồi á, mai mốt sư phụ sẽ làm một cái tấm đá nhỏ nhỏ, cái này của Thiên gì đó, để lưu truyền cho con cháu. Mỗi nước trồng cái cây đi, rồi đặt cái tên đó đó, để con cháu sau này đến thăm. Chứ giờ vô nghĩa địa hay vô đây thăm cũng giống nhau. Mà ở đây á, là bảo đảm mấy con mà có mất đi á, nó không có dám vô cái địa. Nó lại thích về đây thì nó thấy cái tên của mình ở đây. Ông nội má tôi, ba tôi, chị tôi trồng cây này. Mà khi mà cái thần hồn của con có lỡ nhưng mà bị kẹt ở lại đó, cũng sẽ về đây à. Chứ ở trong kia á, Mỹ như Mỹ đen nó hút mình chết. Cúc nhiêu là dành nó giật nó ăn hết. Còn đây á, mình sẽ cúng thường xuyên. Thì ở đây lúc nào cũng sẽ no hơn là ở trong nghĩa địa. Hồ nói lời thật á, gái nghe. Chứ giờ trong nghĩa địa mỗi lần mà nhà mình mà đem ra mã mình cúng, trời mấy thằng Mỹ đen, mấy thằng Mỹ nó giận, nó đói. Còn vô trong này á, người Á Châu mình á biết cái thông tục á, cúng quải thường xuyên. Thì nó cũng không có vô đây được, tại vì ông ma hồn sẽ gào lại, không cho tụi nó vô. Trồng cây long hoa, chủ yếu là cây long hoa, tức là cây magnolia đó, cái hoa xanh trắng á. À, mà trồng phải theo lời nói nha. Rồi tính mua đất này là đang làm giấy tờ mua đây. Rồi trồng rồi mai mốt rồi sẽ đem tượng về làm cái kỳ đài của Việt Nam đây nữa. Rồi ở ngoài kia mình đang đóng mấy cái nhà ở bờ sông ngoài hiện giờ, nó đóng cũng gần xong rồi đó. Mình mốt mà làm con đường đừng cho bị lầy lội. Cái mấy cái đường này không có tính, mốt mình sẽ băng những cái đường mới. Cho nên chuyện gì cũng phải có thời gian mình mới xong. Nhưng mà hôm nay mới là quan trọng, nó vào cái lịch sử của cái mảnh đất này. Cũng giống như thành phố Sài Gòn cách đây 300-400 năm nó hoang sơ như Bình Chánh rồi đó. Rồi mấy cái ao ra muống. Còn bây giờ lên toàn nhà lầu 10 tầng, 20 tầng không. Chỗ này sau này nó cũng gần giống vậy. Đây lâu quá không được hả? Mình đã dạy trên mạng này. Bây giờ thí dụ như con đi chùa, con phải làm lễ thỉnh pháp thì mấy ông thầy giảng pháp, đúng không? Phật cũng vậy, phải thỉnh pháp thì Phật mới nói chuyện. Còn mấy con bữa sáng thỉnh sư phụ tới đây, sư phụ mới tới đây. Rồi ở Việt Nam muốn đức thầy xuất hiện thì phải thỉnh đức thầy. Muốn thỉnh đức thầy cái chân phải đứng lên, cứ nằm trong giường cứ than với thở sức mấy đức thầy. Còn bộ chính trị mà 4-5 thằng nó không có chịu hùng tiền mua vé bay sức mấy sư phụ về. Trong đó có Nguyễn Phú Trọng mới hùng tiền nữa đó, tức là thằng nó hùng chút sư phụ mới về. Chứ không thôi là ngày mà nổ xuống cái rầm cái nước Việt như rắn đầu trâu mặt ngựa lo âu á, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai á, bắt Trung Nam như rắn bắt đầu. Em đẹp quá à. Rồi nước Việt sẽ có ngày nó giống như Thổ Nhĩ Kỳ vậy, động đất cái rằng không biết làm gì hết. Cái mấy ông nội thì đã chuyển qua đây 40-50 tỷ rồi, bữa giờ 20 giờ chắc năm nay lên 40, hành lý rồi quần áo rồi bỏ vô qua ly hết, để sẵn một chiếc 777 đang nằm sẵn có mười mấy ông nhá, nhiêu ra cái ba cái ào ấy là xong. Tụi mày làm gì làm gì với đống rác rồi để lại à, đúng không? Còn muốn cấn, muốn đức thầy xuất hiện rồi phải kia cấn.
Nhưng mà khẳng không khẳng gì, Ngài cũng sẽ xuất hiện. Không có cục nào nói nghe tiếng. Dạ con đứng gần sư phụ nó vô sư phụ. Khẳng không khẳng Đức Thầy cũng sẽ xuất hiện. Có cấm sư phụ về Việt Nam kiểu nào nữa, sư phụ cũng về. Cuộc đời sư phụ nó giống như cái GPS vậy đó, đã định sẵn hết rồi, hàng nghìn năm rồi chứ không phải mới đây. Cơ trời mà, không có ai cãi nổi cơ trời. Trước Ok, hôm nay là ngày 13 tháng 3 2023. Con Thiên Mỹ Hạnh cùng Thiên Mạnh Thành, Thiên Thạnh Long, Thiên Hoàng Trang, Thiên Văn Hòa, Văn Hoàng, Thiên Thị Thu Ba, Thiên Đức Tuấn, Thiên Hồng Vân, Thiên Thanh Nang, Thiên Mai Hương. Hôm nay tới đây xin phép ông cho con. Thì con là đứa có công, đứa có của, đặt ông đặt cái cây xuống và ông đứng giám cho con. Tại vì con là không có biết làm đúng kiểu giống như sư huynh con là đặt được thành tựu. Nhưng con sẽ cố gắng, con xin trời phước mở rộng phương tiện hậu thổ giao duyên, độ khắp mọi nhà cõi thế ba đường khấu triệt, mọi cõi đều nghe. Chúng con ở Mỹ, ở địa chỉ này là tạm thời là 980 Top Road from Pendleton, Texas. Hôm nay đệ tử chúng con đã liệt kê cho xin ông Hộ Thần, ông A Hồ. Và ông A Hồ là xin nghe giới thiệu ông A Hồ. Chúng con họ xin gọi là đệ tử của Thiên Tốn Kiệt và sư muội của Bất Không Thành Tự. Nếp nghĩ sống trên đồng, có thể nhà cửa được làm thân người trời cao bao che ơn ông sâu, nương thờ muốn cầu nhà được cửa an ninh an lành đất cửa nương thờ nhưng nhờ đức của thổ thần và dân đàn bị bài thờ cúng một rất ư là thô sơ, nhưng mà khi tụi con xong xuôi tụi con sẽ đền lại làm đầu đầy đủ cho ông. Mong thổ thần thương xót chúng mình cho con. Xin xin đọc thôi tổ chức ta ra đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chưa ở ông chú chó này cũng chưa đây là cái điện thoại chính xe
đây là sản phẩm hai anh em mới làm xong nè. Trời ơi đẹp. Tí nữa làm chút nữa hai đẹp. Đây, chữ ai đúng không? À, tại vì đúng không? Mà không biết chỉ ra hồ đúng không? Tại vì
À, hay á. À hồ. Chú Quyền. Chữ hát. Tại gì? Chữ vi nó hơi gần này quá. À, tại vì bắt đầu phải thay chữ này nghĩa thôi. Cái này là án lam. Án lam là để lắc kia vậy thôi. Hay quá ta. Mấy con đi vào khiếu đó thôi. Bây giờ lỡ làm này đã cho ông mầm. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ngày nào mà đặt cái này đó, ngày mà. Ok, thứ tư. Rồi hãy đãi ông mầm rồi mình chơi chừng vài tiếng mãi luôn. Ok. Thế nào làm này á, ông thích lắm á. Năm anh trai. Cho năm anh vô tắm đi, năm anh vô chụp. Okay. À, anh Hoàng, anh Tuấn, anh An, anh Thành. Anh Thành chị biết Hạnh vô. Anh Tuấn vô thế anh Thành. Thành vô. Thằng này có thằng trẻ ba thân mày lẻ. Thôi sao nhiều máy quá vậy? Ồ quá trời luôn. Rồi cho hết vô luôn đi. Không à. Rồi. Rồi vô hết không? Mấy ông vô hết. Ờ vô hết đi thứ tư kia nha. Rồi giờ 5 người làm nhà nè. Mình là chủ hộ lặng kẻ. 5 người làm nhà. Yeah, người nào carpenter vô. Đó. Và 5 người. 4 người có kiến thức. Còn thêm 5 nữ nữa sư phụ. Rồi 5 nữ. Rồi 5 nữ vô. 5 nữ chạy với nhám. 5 nữ chạy với nhám vô. Nữa là trong khúc dưới đó. Khúc đất dưới. Đúng đó hả? Rồi 5 nữ chạy với nhám. Con có khúc đất. Này nữ mà này nữ. Nữ nữ. Chị Hạnh ơi. Ôi chết cha, sao mình mang dép này ta? Cái này đâu lấy ra vậy vô ngay. Tụi con cũng vậy chứ. Chết luôn rồi. Quê quá ba. Này lên mạng mà để lưu truyền ta cười chết luôn á. Thôi lỡ rồi thầy trò giống nhau. Bữa nữ là đào đất luôn á. Ok rồi bây giờ cho hỏi này nha. Làm sao cái này đặt đặt đại dưới đất hay sao? Có cái cột rồi. Cột bằng cái gì? Ok rồi con phải nhớ là khi mà gió vô á nó có. Con phải làm sao mà nó bracket mà gớm á. Sheet metal nó đã làm là sẵn chụp dưới hồ. Không chạy đâu được. Cái này idea. Dạ. Ok rồi. Rồi đã ông chầu đi thứ tư quá. Rồi bây giờ mình sẽ ông ra thiên là em giỏi, em giỏi làm. Ồ vậy rồi. Ok hiểu rồi. Cái này là công của An với Long là nhiều nhất. Với lại chị cha. À hồ tại gì? Cái dấu này á, nó sẽ bị rớt by the time á. Tại vì nắng á, nó sẽ crack á. Hay quá ta, mấy anh đưa đệ tử thì công nhận thông minh thiệt á. Thích chứ, tại tôi hứa cái này cho ổng á. Ngày đầu á, nó ok, ông muốn tôi qua đội dân xịt. Rồi tôi hứa tôi sẽ làm cái nhà cho ngài. Bây giờ có rồi. Nhưng mà trong cái bộ vi ổng quá là bự lắm mà. Không phải nhỏ vậy. Ngày qua ông có tới đây nè. Nhưng mà khi mình an vị cái này cho ngài á. Đãi ông bữa tiệc nữa. Mà ngày không phải ngày ông mét cho sư phụ hả? Đông quá, ngày thật sự về mấy cái gì ngày hôm qua đó.
Nghe là cái chức nhỏ thôi con hiểu không? Còn hôm qua là mấy gì lớn nghe, nghe tới là ngày xỉn rồi. À, ngày tới ngày xỉn rồi. Đúng với mấy ông mà mấy ông đàn kia rồi. Thì có anh này là trẻ là mạnh rồi, chứ bữa 4 cân công quan cực nhất. 4 cân cuốn lắc mà mỗi anh vô chỗ khác. 12 giờ đêm mà chân hả? Dạ, chân hả? Mừng quá, mừng quá. Dễ sợ lắm. Anh Long. Thôi mấy chị nữ vô hết luôn đi. Để hình vô luôn, vô hết luôn. Ok. Rồi. Vô cho có hình, vô hết. Vô hết luôn. Thôi được rồi, chụp đủ rồi. À ngày mai em bút chứ giờ. Vô hết đi. Vô luôn. Vô luôn. Mình đứng xuất quà cho nhìn thấy cái đẹp quá. Tiệm của nó ế ngày cho lính vô canh đắt giùm. Cho nên con mà tiệm mấy con có gì ấy, nguyên cái tiểu bang xịt này của ổng đó ta. Ông thống đốc không bằng ổng đâu. Ông coi hết luôn á. Nguyên cái tách xịt à. Còn những cái thành phố nhỏ nhỏ như là Phú Xe phải không? Ổng cũng coi luôn á. Nhà này nữa nè. Có, nhưng mà ổng coi hết. Còn mình á là mình trực tiếp với ổng, mình không có đi với cái người nhỏ nữa. Ổng ơi, ngài cần gì nói thôi. Giống như bữa thù coi nhà của thằng An á. Có một ông tên kia là tên gì? Jimmy Fisher. Nhưng mà Jimmy Fisher là lính của ông Hoa Hồ. Jimmy Fisher là lính của tôi. Má đệ tử. Để mà dụ nhà con á. Mấy con chỉ cần cho địa chỉ thôi là cho phụ biết ai là ở trong nhà không. 24 hour luôn á, không có lãnh lương mấy đứa con. Tại ông Jimmy Fisher đâu lãnh lương con đâu bé không. Mà ổng cánh nhà con dữ. Không biết con đại tử với phụ là ổng cánh. Tức là mỗi một cái nhà có một cái ông nhí, ông nhỏ là ông thổ địa. Nhưng mà ông A Hồ á là giống như là tướng vậy đó, tướng dùng á. Bên kia nó như vậy. Đúng rồi. Jimmy Fisher. Hẹn chi con về. Con cứ là đóng cái miếu cho ông Hồ. Ông là ông mọi da đỏ. Nếu mà mình làm được cái tượng ổng là ngon. Nó không có cần phải giống. Rồi cái mình về mình lấy mắt cơ mình dễ cho giống. Chứ phụ chứ viết cái tên ổng là ổng rồi đó. Còn vậy thôi à. Đại tử này. Con ở xa con nghe chuyện Hiếu Tinh thấy vui không? Hiếu Tinh. Con hiểu hả? À? Tới Tiểu An này á. Có ông thần á. Không biết hả? Không muốn thầm ổng, ngày mốt ra thầm ổng. Nói chung tụi con làm cái miếng này cũng nhờ có công của anh Thành. Hôm nay anh cũng giúp tụi con nhiều lắm. Nói chung là anh em cũng mỗi người tay. Anh Long, anh Tuấn cũng có thêm cái động viên cho ổ, giống á, y chang luôn á ta. Có lý á. Sư phụ hỏi ổng là ổng thích cái này không thì con giới hữu hình này phụ hỏi ổng được. Dạ, nhưng mà có cái mão lên nữa là ngon luôn á, với vẽ mà nó sơn đỏ ba màu vô đây nữa là ngày chóc ổng luôn. Ổng tướng ổng gì á, ốm ốm gì á, bự con
cao cao gửi cho hữu hình đấy. Bỏ vô dừa biết không? Ô gì ngon á, tỉnh luôn đấy, làm luôn. À, gì ông nói chuyện cảm động lắm. Không biết ha, cái bữa mà mấy con đi ngoại cúng á, không có sư phụ á, cái ông qua ông nói chồng mà từ xưa tới giờ mấy trăm năm nay chưa bao giờ vui, không ai quan tâm tới ổng, không ai cúng, bây giờ tôi vui lắm, cảm ơn ngài. Ừ, hai gái hả? Dạ. Mà hai đứa con gái đi hả? Dạ. Không gian nó đẹp không? Mà tay ốm yếu như sao mở? Khó. À. À. Thật ra ổng gần với mấy con nhưng mà ổng chỉ gần đứa nào họ thiên thôi nha, chứ cái tách sách này nó lớn lắm mà, nhiều người quá, những người nó cái nó như là mình không có khởi tâm, tức là mình không có thân cái wifi, không có password thì điện thoại mình không có receive được gì đó. Như nhà ta nó cũng vô wifi nhưng mà đâu có nhận được. Còn ổng á là cũng như mình á, là có wifi, có password rồi, cái điện thoại giống vậy. Ổng đã hiểu hết, hiểu hộ thiên. Ổng biết sau này cái đạo mình làm từ cái tác xịn nó lớn rộng ra hết thế giới mà ổng biết. Ổng sẽ là người gia hộ, ổng cũng là người nói với hộ là cái Thiên Long Giang sau này á sẽ biết bao nhiêu, rất là nhiều người đến, ổng nói trước hết. Với lại lên đó với anh Thành thì mới ra cái sơ đồ như vậy
con thì ông thầm im lặng, không dám nói với sư phụ, mà mình surprise. Surprise thiệt á, đóng hung rất là khéo á. À, thật sự dạ, thì cũng nhờ ông bà đó, này mấy anh, mấy em, mọi người cũng làm việc chung với nhau á sư phụ. Cho nên không có dám nói cho ai nghe hết, ông thầm im lặng làm việc. Wow, có sư phụ qua kia này rất là vui á. Tại vì sư phụ biết sao, nhiều khi làm nó không có hoàn thành á sư phụ, nó đúng với cái ý của ổng. Nhiều khi check long cơ, và mà nhiều khi nó như thế nào, cho không dám cho sư phụ biết, cứ ông thầm im lặng. Cái ngày mà sư phụ tới con ngồi đó, trong lòng con cảm thấy như con đang giấu giếm một cái gì đó, nhưng mà con nói cái dấu này con đâu có giấu mà lại chưa có somebody đâu, mà con đứng như con thì surprise, thì con rất là muốn surprise, nhưng mà tới lúc mà tới rồi không có làm xong chưa có complete, cho nên con gái là ngày hôm nay là mấy anh mấy em đã làm mấy anh chị con đã làm xong cái biết đâu. Sáng hôm nay con mới gỡ cái đó này về cho con, vừa gửi về một cái con nhìn ô, giống như trong lòng con cảm thấy vui lại chị đi biển cho con biết là ai like nè, bởi vậy thôi. Con cũng âm thầm nhưng mà con lên đây cho con rất là hoan hỷ, tại con biết trước rồi, nhưng mà con cũng hoan hỷ, nhưng mà con cũng chưa là 100% là complete, nhưng con biết trong lòng là complete chưa đây, thì tới lúc mà em chở nhà về tới là I'm so excited, you know, like I'm a little bit. Hey, quá. Thì kỳ này sư phụ chuyến này sư phụ có hai chuyện vui. Ngày qua là mấy vị rất là dễ, rất là vui với mình. Mấy vị cũng chứng hết lòng thành của mình để tiệc ngày qua rất là đông, mấy vị lớn không ạ? Rất là mấy vị gọi là đặc biệt, buổi tiệc đặc biệt. Tại Long Duyên ở đây mà những vị tiên mà tiên cao trên thiên số, tiên trưởng khác, tiên trưởng cũng giống như là me, rồi tiên nhỏ là dân vậy đó, cũng ở đây qua thì thêm cái này nữa, nghĩa là ngày hồi ăn tiệc hai lần, hôm qua với thứ tư nữa. Cái tâm không có gì sai, khởi tâm là trên chứng hết, mấy vị hiểu hết. Đồ có hứa vậy ông? Dạ không. Rồi à, không có dám nói. Không có dám nói cho họ. Thì giờ sư phụ già đó thì sư phụ nói là hai anh thì con nghĩ là chắc có lẽ con là một cái người mà nó có về phần tâm linh, nó hơi nghĩ sẽ không nghĩ như vậy. Thì về đây là thay vì nói với An, nói Dương, nói nào không biết đâu, cho mày đi đi, mày xuống nó, mày làm nó đi. Vậy à? Chắc có lẽ thì con không biết, con không biết. Đúng rồi. Có lẽ như vậy thì con không biết. Thì thầy Vương nó nhiều giác rồi. Anh làm tự nhiên những người đó làm khi anh không tới. Có nghĩa là cái nhà đó mình làm trong phòng có một phần lẽ anh vậy. Có một cái vụ may mắn là cái người làm gỗ tới gỗ mua gỗ của con, còn thấy nó khéo quá, còn mới lấy số phồn của nó. Con nói thôi mai mốt mày làm cho tao. Cái bàn mà khách hàng cũng nói đờ cũng như mày. Ok. Thì đùng cái thì hai vợ chồng tới anh Thành là sư phụ muốn view một cái nhà trong A Hồ. Ok thì gọi anh em mình view không nổi đâu. Anh em mình view đình động cũng nhiều chứ còn có không có đẹp đâu để kêu vẽ. Thì kêu xong cái con dao cho An cái trách nhiệm là xuống phục cho nó đẹp. Sau rồi cái thằng mẹ nó bảo cái nhà này muốn chắc phải có mê rồi.
có cái beam để cover cái cột, nó mới dựng được lâu năm. Nên còn chẳng có thằng thợ hàn nào hết. Cái đồn cái có thằng khách nó gọi lại, nó mày muốn hàn không? Nó chỗ tao đâu có muốn hàn cái gì đâu. Nhưng mà mình nói lẻ quá, không nghĩ ra được thì mày cho tao ngày mai. Thì anh đem về nói thằng bé nó phải đóng một cái metal beam khoảng half inch hay là 3/8. Để hai con có thằng thợ hàn liên tại chỗ. Tức là thằng mấy thợ mộc kêu ông thợ hàng tới hả? Không, không biết luôn hả? Không, cái đó là ông Hồ dẫn tới rồi. À, ngộ ha. Nó gọi thầy thi đô, mày có cần ai muốn hàn không? Mày có cần gì hàn không? Tay lên mà cổ có cần gì tao hàn. Đâu cần gì mày hàn đâu. Hai ngày sau là ta nói anh ơi, mình phải cần hàn. Hay quá à. Công nhận thời đại văn minh mình giống như thần thoại vậy. Bởi vì ai ở gần chư phụ nhiều chuyện thần thoại lắm mà người đời đâu có hiểu. Rất là vui, rất là hoan hỷ. Có thể làm một cái clip và riêng cho cái miếu nhà ngồi tại tụi con collect từ beginning đó, từ từ làm một cái. Thôi vậy à, để ngày thứ tư á, nghe sư phụ cả bản cá giống rồi con bé. Con làm được hô clip rồi để lưu truyền lại là cái này là cái history làm cái miếu của nhà. Cái nguyện vọng của con là nói, ủa tại sao mình ra cái đất này mà không có gì mà để mình đốt nhang, không có chỗ nào để mình. Bởi vậy anh chị em cho em con cái idea, cái là con làm là tự nhiên trong đầu con suy nghĩ là tự nhiên phải mình phải làm vậy để cho. Như mới đầu hồi nãy là con tính chở cái miếu là về nhà con để sơn. Nhưng mà chạy đường khúc rồi giống như là có ai kêu nó, mà em được chở về nhà mà phải chở nhà sư phụ. Đi lộn nhà rồi. Giống như họ đi giống như con Long rồi anh gọi. Không được đâu. Mình đi một là mình dựng đây xong rồi mình tính sao chứ cái về nhà em mà con phải chở ra Thiên Long Sơn rồi. Đều đi nhiều vòng quá. Tự nhiên trong đầu nó thôi tại chở về nhà sư phụ đi, giống như là cái người nhắc mình vậy. Cứ giống như là không được chở về nhà con mà phải chở về nhà sư phụ. Coi như là mấy đứa con giúp sư phụ hoàn thành cái lời hứa giọng á. Dạ. Tại sư phụ hứa mỗi giờ cái năm mà sư phụ đâu rảnh đâu lo nổi. Là trong mấy vị khi gần cho phụ mà nó dễ là hiền hậu, mà thiện cho phụ thì lần mà thiện chư thiên ngoài cái tháp phàm của phụ ra, tại mấy vị cũng sẽ tới đây khi mình im á, nó cũng y như là mình đi vô bệnh viện hay mình vô nước biển hay mình gặp y tá bắt mạch vậy đó, mình phải ngồi với cái tư thế thiền thì mấy vị bắt đầu mới nhìn thấy được đó là ai á, trong nhóm mình nó bị gì á, thì mấy vị là Bồ Tát mà. Mấy vị còn hơn cho vụ nữa đúng không, tại mấy vị không có thân người thì bổn phận mấy vị cũng muốn tạo công đức với cha mẹ đúng không. À, thấy đệ tử này đang bị bệnh mắt thì là mấy nhà xung phong giúp liền, giúp ví dụ như nó nặng giảm là nhiều thì là cái công đức ở trên biết liền là cái vị tiên nó có khóe định
họ cũng rất thích giúp ta. Đại tâm của những vị tiên hay là thánh rồi là Bồ Tát không ạ? À? Là mình được cái phần đó. Còn ngoài ra thì mấy con tự động, mấy con cũng có cảm nhận rồi đó. Cụ đâu cần phải nói nhiều trên mạng nữa. Mà chúng sanh thời này á, tự nhiên mình càng nói những cái sự thật về tâm linh mà phụ trải nghiệm qua, họ càng không hiểu, họ còn nói thụ là ảo.